xương mà biết nó xíu xương nữa. Ngủ hả? Đây, chân chị hai lột da. Qua chân em lột da. Mà da em á là lột vì trong bụng mẹ ra ha. Còn da chị lột là do chị hai tự lột. Vô duyên ha, mẹ đánh nha. Giờ sao? Giờ sao? Kiếm chuyện phải không? Cá rồi. Đậu ơi, đậu ra mới. Nó trừng trừng cái áo của mẹ nè. Nó trừng trừng cái áo của mẹ nè. Nhìn trừng trừng áo mẹ hả? Con nhìn trừng trừng gì được có vô duyên nghe, mẹ khó chịu nha. Chả là... Thôi mẹ khó chịu thiệt đó. Ai biết chứ nãy giờ mình chặt con. Rồi, bé đi ngủ nha. Trời ơi trời, tôi chưa bú xong. Tôi chưa bú xong mà chị hai này. Ghét chị hai quá đi. Còn bao nhiêu con? Gần 20ml. Trời ơi, gần 20ml mà cái mặt nó như vậy nè. Nhìn mày ghét chưa? Nhìn đây. Gần 20ml đó. Mà cái mặt nó như vậy nè. Nó liêm diêm mà kìa. Trời ơi, cười văn nước miếng vô mặt em rồi phải không? Chị hai này xấu thiệt. Xấu quá. Chị hai xấu quá. Mùi la nó đi kìa, nó không ngoan kìa mùi ơi. Nó không chịu bú kìa mùi ơi. Thở gì nè, gặt gặt chỉ vậy mà. À tại vì á, em bé nó thở rất nhanh. Nó thở nhanh như chim vậy đó. Một nhịp, một phút của nó đến 120 đến 130 phút một nhịp một giây lận. Người lớn mình thì tim chậm hơn nhiều. Trời ơi, tôi còn 20 ml sữa nữa đó chị hai ơi. Chị ba ơi, tôi khổ quá đi. Gì mà cười hoài vậy? Cười ăn nước miếng vào mặt người khác sướng lắm mà sao? Trời đất ơi. Sao con bị gì? Chủ rút nghe mọi người. Cười quá sao chủ rút bụng gì?